Hello cả nhà. Trời, em chào mấy chị đang xem live nha. Trời, hello cả nhà mình nè. Hôm nay được. Rồi, tối nay em làm muộn ha, live nhanh cho mấy chị nha. Em live nhanh xíu nha. Rồi, live muộn là tặng quà cả nhà đầu live nha. 49.000 đầu live chia sẻ live cho mấy chị. Xem gửi giấy chứng minh qua cho chị coi kia, coi chưa? Rồi em chào mấy chị yêu ha. Cả nhà thả tim thả like bánh tim nè mấy chị yêu. Chị xem dữ chưa có chị nào hết, mấy chị vào xem live chấm bài giùm em hết nha. Trời, em chào cả nhà. Tiếp chị dữ vậy. Chưa có khách đó chị ơi. Rồi em chờ mấy chị vào đông đông em làm mẫu luôn nha. Rồi cả nhà thả tim thả like cho em nghe mới được 6-7 chị coi à. Hello. Rồi mấy chị vào lên xem like đi. Chị đã đang xem live chấm chấm bài giùm em với. Hello, cả nhà bà like giùm em nha. Thả tim thả like giùm nha mấy chị ơi.
Rồi ok cả nhà vào trong đây lên mẫu này. Rồi em chào chị Hảo Phạm. Rồi ok cả nhà, lên liền lên liền. Rồi em nó màu xanh nha. Ý chị xem quá. Mấy chị coi à. Ok chưa? Rồi cả nhà chia sẻ like giùm em nha với. Mọi chị chăm xin lúc chia sẻ like với. Rồi áp dụng mọi chị đừng có chia sẻ like cho em nha. Đẹp ghê luôn. Bộ đẹp này cả nhà xuất sắc luôn. Em tặng bộ đây là giá là như ta 59.000 bộ đây này. 59.000 nha. Size tầm từ 25kg cho tới là 35kg. 25kg 35kg size nha. Cái này to đó. Rồi là màu xanh đó chị. Màu xanh 25kg 35kg nha. Phải đẹp lắm. Rồi cái này là phong hàng thể thao nha. Rồi cái này là kiểu là chương váy á. Bên trong đều có một đùi hết. Chắc phải là đẹp. Cái này là em chạy mấy chị là hàng phun cô tông chính phẩm nha. Để thun cô tông mặc sướng lắm. Rồi lấy xanh là mấy màu xanh cho em nha. Xanh này 25kg cho tới là 35kg 35-36kg đâu loại 36kg 35kg. Không phải phong to cũng tầm 35-36kg lại cho em ha. Rồi màu xanh em tặng bộ đây là 59 nha. Đó vải đẹp lắm á. Rồi là màu xanh 59 nha. Rồi chế cho chút mạng xanh nha. 59g em. Đây, đây là bộ là bộ lanh nè, bộ hồng, hoa hồng. Đây, đồ lanh cho em nghe chị. Rồi, lanh đẹp quá luôn ạ. Bộ đen, chắc dày lắm hiệu nha. Cái này chắc dày và đẹp lắm á. Rồi, bộ hoa này chắc đẹp và mát lắm. Cái dòng mấy chị mặc xuống á, cái này tầm từ 22kg cho tới là 35kg. 25kg tới 35kg nha. Rồi, lên bộ hoa hồng. Hoa hồng đem tặng cả nhà là giá 69.000 đi. Bộ đây tặng nút cả nhà là giá 69.000, phải đẹp cực kỳ luôn nè. Đó, cái này size tầm từ 25kg tới 35kg cho em nha. Trời, 25 đến 35kg cho em á, bản hoa hồng. Trời, chị là giúp mở hoa hồng nha, hoa hồng này xinh này, thoải mát lắm, mặc sức, mấy này mặc hàng sướng lắm. Rồi, bộ này tặng nốt cả nhà là giá 69 nha. Hoa hồng là giá 69k em nha. Trời, em có đồng caro. Cái này chắc phải đầm caro cho em nha. Không, cái này là cái set chứ phải đầm caro. Cái này set xinh lắm luôn nè. Đây, set bé gái nè. Ôi, xinh lắm luôn á. Caro này xinh nè. Ôi, cái này cưng lắm á chị nha. Cái này size mấy tầm 10kg cho tới là số 6. Cái này tầm 18kg lại cho em nha. Rồi lên mã caro ha. Em có size tầm bé tầm 10kg, 18kg set caro rồi. Đùi cho em á. Rồi bộ này tặng nốt cả nha là giá 55k bộ nha. Caro 55.000. Rồi 10kg tới là 18kg nó sai mấy chị. Rồi 10 đến 18kg cho em á. Rồi em bộ đem tặng lúc cả nhà là giá 55k. Phải đẹp lắm. Nguyên phong bao đẹp với cả nhà. Rồi 55k bộ. Size bé tầm 18kg đổ lại cho em nha. 10 đến 18kg. Rồi 55k với chị nha. Xinh lắm á. Caro 55.000. Nguyên bộ đây. Rồi mã caro cho em nghe 55k nha. Rồi 10 đến 18kg chắc. Caro em chút ôm trần 55.000. Phải đẹp. Rồi em lên mẫu khác này nha. À, bộ đây cũng xinh lắm thôi. Bộ đây cũng xinh nè. Bộ hồng này cũng xinh lắm. Trời, nó bộ hồng cho em nghe. Bộ đây cũng xinh này. Đấy. Dễ thương lắm, bộ này dễ thương lắm. Ở cái này là hàng khung chứ vậy nè, khung nha, bộ hồng này. Rồi mẫu này em có size mấy tầm 10kg nha. Cho tới là 33kg nha. 10 đến 33kg cho size cho em nghe. Bộ hồng, bộ đây cũng xinh. Cái này hàng khung cô tâm chứ chị. Ở cái này là hàng thun cô tâm cho em nghe, 10kg cho tới là 33kg size nha. Rồi bộ đây em tặng nút cả nhà là giá bao nhiêu ta? 85.000. Hàng này em tặng cả nhà 85k nha. Cái này hàng thun cô tâm cho em ha, vải đẹp lắm. Tầm bé là 32kg size nha. 10 đến 32kg bộ hồng. Rồi bộ đây em tặng cả nhà là giá 85k nha. Xinh chưa? Rồi hàng thun cô tâm chính phẩm cho em nha. Rồi nó bộ hồng này 85k hết. Thì giúp mã hồng 85. Rồi em chạy chị Kiều Võ. Cái đầm dây này mấy chị ăn cái đầm dây trễ vai cho em nghe nè. Cái này mấy chị là mặc cái đâu sẽ đây em tặng luôn cái đầm đây nè. À cái này nó có cái nơ cho em nghe mấy chị cột lại thôi, xinh lắm luôn á. Rồi cái này em tặng cả nhà đầm bộ đây, cái đầm này 55.000 á, đầm này 55k em. Để em cột lại cho mấy chị coi này, cái đầm này 55.000 á, xinh lắm luôn. Rồi lên một cái đầm mấy chị đầm này mấy chị mặc trễ vai cho em nha, trễ ha, đầm này phong e dễ thương lắm. Em có 3 cái thôi, tầm bé 10, 15kg, 14kg đi.
14kg cho tới là 22kg nhé. Còn 14 đến 22kg size cho em nghe. Rồi lên cái tầm mấy chị nha. Đấy, mặt vừa mặt dây và mặt trở vai cho em nghe. Cái tầm xinh nè. Rồi, cái này tầm 22kg lại cái size cho em nha. 14kg tới là 20kg thôi. 14 đến 20kg nha. Rồi đầm này tặng cái nhà là giá 55k nha. Trời, chắc là chắc bà đầm dây 55 nha nè. Đấy, đầm dây 55k mà em. Rồi, đầm dây 55 nha cho em á. Bộ siêu nhân này em có mấy bộ này, size tầm 25kg size nha, 13 đến 25kg màu vàng này. Vàng ha, bộ vàng nha, tầm bé tầm 12kg cho tới là 25kg bộ vàng. Rồi bộ đen tặng cả nhà là giá 45.000. Bộ vàng này em tặng cả nhà là 45k nha, size bé tầm 13kg tới 25kg chắc bộ vàng, đây là hàng thun cô tông. Vải đẹp lắm, hàng thun cô tông cho nha, vải đẹp. Rồi bộ đen tặng cả nhà là giá 45k nha, bộ vàng là giá 45k, 13kg cho tới là 25kg màu vàng. Rồi, màu vàng 45k, chị chúc bảo vàng cho em 45.000. Vải đẹp lắm, vàng 45k. Rồi, tiếp của em là màu khác cả nhà nha. Ôi, cái bộ này xinh nè, bộ này màu mới về cho em nè. Xinh lắm á chị yêu ơi, cái này đẹp lắm, mất set nè. Ôi, đẹp quá. Xinh lắm á chị ơi, cái này xinh lắm, 23kg lại có size cho em nha. Trời ơi, đẹp quá. Rồi, cái này mấy chị comment là mã A24 nha. Mã A24 cho em nha, ở phía sau nè. Ở phía sau là dây nha cả nhà, ở phía sau là dây nè, xinh không? Này là hàng phun cô tông nha. Rồi A24 này kèm màu cho em nha, màu hồng. Rồi em có màu đỏ và em có thêm màu cam á, A24 cho em nha, xin không. Mã A24 này có size tầm 10kg tới 23kg cho em nha. Rồi bộ đen xe nút cả nhà là tặng đầu lan cả nhà là giá 95.000. Bộ đen bán 100, tặng cả nhà là 95k nha, vải đẹp lắm. Dạ hàng phun cô tông đó chị. Đây là hàng phun cô tông comment A24 này, 10kg tới 23kg nha. A24 mấy chị kèm thêm màu cho em nha. Rồi nhớ này, chun nè, xinh lắm. Ở phía sau mấy chị nha. Rồi có dây giùm em. Cái này 23kg lại nha. A24 thì em có màu hồng. Rồi em có màu cam nha. Hồng, cam với màu đỏ cho em là 3 màu cho em nha. Bộ xinh quá à. Rồi 95k một bộ nha. 23kg lại có size cho em nha. Rồi, chứ là chất mã hồng của bên hồng nha. A24 kèm theo màu cho em nha chị. A24 mới chị kèm theo màu cho em nha. Xinh. 10kg tới 23kg có size cho em nha. Hồng. Rồi em có màu cam á. Rồi em có thêm màu đỏ cho em nha. Bộ đây 95k một xé cho em nha. Rồi 95k một bộ cho em nha. Còn bên là A24 mới chị. Mã này comment là mã A24 cho em nha. Rồi vải đẹp lắm. Mã A24 cho em nghe nha. Trời ơi một dòng luôn nè. Cái này cưng lắm luôn ạ. Trời ơi cái này Elsa này. Cả nhà ơi Elsa một. Đây. Cái hàng phun lạnh 3D của em ha. Phun lạnh 3D là nhiều hình lắm. Nhiều hình kỳ luôn á. Phun lạnh 3D em cho mấy chị có bảo màu nè. Xinh lắm. Rồi không làm 3D giùm em này. Rồi ngựa nhá, đây là đùi đó chị, thường đùi cho em nha, ngựa. Này có size tầm 13 kg tới 38 mới nhá. Rồi hàng không làm 3D, hàng của King. Rồi giá là 90 với 100 nha. Size nhí và size đại cho em nha, tầm 12 kg cho tới là 38 kg. Rồi lấy mã ngựa nhá, ngựa này quần đùi cho em nha. Đây. Ngựa này quần đùi với chị yêu nha. Rồi 12 kg tới 38 mới size cho em nha. Rồi lấy mã ngựa hồng, mã ngựa hồng. Size nhí và size đại nó hai size nha. Size nhí và size đại. Rồi nhí là 8, nhí là 90 và đại 100 đó chị nha. Rồi mã ngựa hồng cho má chị, chứ mã ngựa hồng cho em nha. Rồi 90 với 100 ngựa hồng. Ôi đẹp quá luôn á. Rồi mèo vàng này, tầm bộ đây tầm 3 size, size nhí, size đại, size cổ. Mèo này có size tầm từ 12kg cho tới là 65kg nha. Cái này mày cặp mẹ bé cho em nha. Rồi cái này là hàng phun lạnh đó chị nha. Hàng phun lạnh của Ken Kid cho em nha, hình 3D. Rồi vải đẹp đẹp lắm, mát nữa. Size bé 12kg nha, cho tới là 65kg bộ mèo vàng, mã mèo vàng. Size nhí, size đại, size cổ nha. Rồi 90-100 với lại 101 cái gì. 90-101 nha. Dạ đây là quần đùi nha, cái này chất đùi cho em nha. Vải đẹp lắm, mặc đùi mấy chị nha. Rồi là mã mèo vàng cho em nha, 3 size nhí, nhí đại cổ. Tầm 65kg lại có size nha. Mã mèo vàng cho em nha, 3 size. Rồi giá là 90-100 với lại 101 cái chị nha. Kìm mã hàng cho chị. Trời ơi cậu. Rồi là màu hồng cả nhà nha, gấu hồng này 13kg nha, cho tới là 30kg nha, gấu hồng này. Em còn size là 13kg tới 30kg cho em nha, gấu hồng. Rồi bộ đen có size nhí size lại nha, quần nó kiểu là quần nhỏ cho em nha. Đó, quần nhỏ mấy chị, quần nhỏ cho em nha nè. Rồi phía dưới là cái chun bo nha. Rồi là mã gấu hồng, size tầm 10kg, 12kg cho tới là 30kg cho em. Rồi size nhí và size đại nha, nhí 90 và đại 100. Size nhí 90 và size đại 100 nha. Rồi là mã gấu hồng, chứ đây comment mã gấu hồng cho em nha, gấu hồng, vải đẹp lắm, gấu hồng cho em nha. Rồi, lên bộ mèo Hello Kitty nè. Đó, mèo Hello Kitty là cũng là quần nhỏ mấy chị, quần nhỏ hết toàn bộ nha. Rồi, bộ đây tầm từ 40kg đổ lại cho em nha, size 12 đến 40kg cho em nha.
rồi 12 đến 40 cái size. Rồi lớp mã mèo với chị mã mèo, mèo Hello Kitty, mèo xanh, tụi em mèo xanh giống vậy, mèo xanh. Rồi bộ đây cũng size nhí sẽ đặt nó đồng giá 90-100 hết. Rồi thun này thun lạnh hết mấy chị em, là sướng lắm. Mèo xanh nhân tầm bé 12 ký cho tới là 40 ký nhất, mèo xanh là quần nhỏ mấy chị. Rồi lưng thun hết toàn bộ mặt mát lắm, quả đẹp mát lắm. Mèo xanh tầm 10 ký tới 40 ký nhá. Rồi lớp mã mèo xanh trăm nga size nhí và size đại. Rồi nhí 90, nhí là 90 đại là 100 giùm em nha. Trời ơi mèo hồng là đùi nè. Mèo hồng nha, hồi nãy là mèo xanh là quần nhỏ. Còn cái mẫu mèo hồng của em đây là mèo hồng, đây là dạng thường quần đùi với chị, quần đùi cho em nha. Còn chị nào thích nhỏ thì lấy mèo xanh, còn thích quần đùi thì lấy mèo hồng cho em nha. Rồi size mấy tầm 10kg tới là 40kg size cho em nha. Mèo hồng xinh quá. Rồi 10 đến 40kg size nha. Bộ đen có size nhí và size đại thôi. Đấy, 90 đến 100 mấy chị nha. Rồi thun này thun lạnh kem kích y hình 3D, vải cực kỳ đẹp luôn, là chắc mát lắm luôn á. Mặc thích lắm, những cái form hàng nên mùa hè mặc cực kỳ mát luôn á. Rồi, chị nào thích đùi lấy mèo hồng, còn thích ngố là lấy mèo xanh cho em nha. Đó, lửng là lấy mèo xanh giùm em. Rồi, yêu xe nè, yêu xe là kiểu là phong ngố. Yêu xe là dạng phong đùi ngố giùm em. Đây, yêu xe này xinh chưa? Đó, hình yêu xe, yêu xe này có size tầm 10kg cho tới là 40kg nha. Đây là dạng phong đùi ngố giùm nha. Đấy, ngố 10 đến 40kg size nha mẹ yêu xe giùm em. Vải đẹp lắm, mấy chị yên tâm đi, hàng này chắc mạch mát lắm. Rồi, bộ đây có size nhí và size đại cho em nha, yêu xe. Rồi, nhí là 90 đại 100 mấy chị nha. 10kg tới là 40kg mà yêu xe giùm em, yêu xe. Vải đẹp lắm, chắc là sướng lắm. Đây là phong đùi ngố cho em nghe nha, sai nhí và sai đại cho em nghe. Chị em xíu mấy chị. Đó, rồi lên mã yêu xe ha, yêu xe cho em. Có một màu thôi, yêu xe này có về đúng một màu thôi. Rồi, sai nhí sai đại cho em nghe nha. Rồi, sai nhí và sai đại, 40kg độ lại có sai nha, yêu xe. Dạ, nhí và đại cho em nghe, hai sai thôi. Rồi, giá là 90-100 nha chị nha. Sai nhí 90 và sai đại 100 giùm em. Ôi, yêu xe này em có thêm yêu xe đùi nè. Yêu xe mấy chị nhớ comment cái mã là yêu xe ngố và yêu xe đùi cho em nha. Rồi đùi nè ha. Yêu xe đùi này em có size cũng tầm 10kg tới là 38 ấy. Yêu xe đùi thì em còn size là 10 đến 38 ký cho em. Thích lại thích dạng ngố thì lấy yêu xe màu hồng nha. Yêu xe ngố, còn đây yêu xe đùi nè. Đùi mấy ha chị nha. Đấy đùi nè. Rồi, cái này có size tầm 10kg tới là 38 ký size nha. Rồi dạng đùi là 10 đến 38 ký, hàng thun lạnh cho em nha, mặc đẹp lắm, phải đẹp lắm. Rồi nhí và đại nha, 90-100 á, yêu xe giùm em. Rồi lên mã yêu xe mấy chị, yêu xe giùm em. Tắt đèn móc cho chị nữa. Rồi, lên bộ đây còn mèo á, mèo hồng mấy chị, mã mèo nè. Đó. Mèo Hello Kitty với chị. Hả? Rồi, mèo Hello Kitty nha, hết móc rồi đúng không? Còn đem lên lấy cho chị. Rồi, mèo Hello Kitty cho em nha. Ủa đẹp quá, 10kg cho tới là 30kg chắc mèo Hello Kitty nè. Đây thêm một bộ mèo nữa ha, thêm một mẫu mèo nữa nè. Đây là set quần đùi cho em nha, mèo ha, giá 90-100 á, mèo nè. Rồi cả nhà nhiều mẫu lắm, cả nhà cứ theo dõi mẫu thoải mái cho em nha. Tầm 10kg tới là 30-30kg nhá, mèo hồng. Rồi 90-100 nha. Rồi lên mã mèo hồng cho em nha. Rồi thun lạnh là quá trời hình luôn á. Rồi chứ là comment mẫu đây là bộ Mickey nha, 12kg tới 40kg nha, Mickey cho em nha. Đây là dạng quần đùi chị nha, 12 đến 40kg nha, Mickey đùi nè. Xinh lắm. Rồi sang nhí sang lại nha, 90-100 nha, Mickey quần đùi nè, Mickey đùi khác. 10kg tới là 40kg nha. Rồi lên mã Mickey cho em nha, quần đùi nha, sang nhí và sang lại 90-100. Vải đẹp lắm, cả nhà cứ theo dõi like cho mấy chị nha. Rồi lên bộ ngựa tầm 10kg tới 55kg size ngựa. Rồi ngựa là sẽ cặp mẹ bé cho em nha. Thì em có hai mẫu sẽ cặp mẹ bé nè. Hồi nãy có hai mẫu mới cặp mẹ bé là em có ngựa với lại có mèo ha. Mèo với ngựa là có cặp mẹ bé cho em là tầm 65kg đô la có size nha. Rồi 90-100 với lại 101 á. Rồi Mickey 15kg với Trâm Nguyễn á. Đây mèo nè. Mèo với ngựa là em có hai, em có size nhí, size đại, size cổ á, là tầm mẹ là 65kg đô la có size cho mấy chị. Đấy. 65kg lại có size nha, ngựa nè, có lại bộ mèo, là bộ đây có mẹ cặp cho em nha. Đây là mẹ cặp mấy chị nha, mẹ bé cho em nghe ha, size nhí, size đại và size cồ. Rồi, 90, 100 với lại 101 ngàn bộ ha, vải đẹp lắm, ngựa với mèo mấy chị. Rồi, lên mạng ngựa, mạng mèo nha, xinh lắm luôn ha, nhí đại dùm em, động size cồ nữa. Size nhí, size đại và size cồ dùm em. Đây, em xót cái bộ đây nữa nè. Ờ bộ đây cũng cưng lắm đâu nè. Rồi lên bộ công việc nha. Việc đây là cái hãng, đây là hãng khác nên giá nó mềm hơn. Nó cũng hàng thun lạnh 3D á Việt. Rồi cái này quần nhỏ cho em nha. Quần nhỏ cho em nghe tầm từ 13-18 cái quần đổ lại cho nha. 65-75 mã Việt vàng. 65-75 mấy chị nha. Này size nhỏ cho em nghe này, 38 cái lại có size nha. Việt vàng. 65-75 mấy chị nha. Size nhí 65, size đại 75. Tầm 38 cái lại có size nha. Chị để cho mã Việt vàng cho em nghe. Việt vàng á, xinh lắm. Mã Việt vàng cho em nghe. Trời ơi cái này A20 này. Cái mở cái hàng này chắc xích. Cái này hàng chắc nó đẹp lắm chị. A20 này. Màu xám A20 cho em. Mã A20.
Cái mã này em có size tầm 10kg tới là 45kg dùm em. Có size nhí, size đại và size cổ đó, 45kg là cái size nha. Rồi lâm mã comment là A20, mấy chị A20 dùm em. Vải đẹp lắm, ngày không phải sướng này, lọc tay nè. Đấy, hàng xịn trăm nga luôn á. Nhí đại cổ nha chị nha. Rồi 90, 100, 101 em, A20 dùm em. Xinh không? Mã A20 mấy chị nha, 45kg là cái size, 3 size nhí đại cổ, 90, 100, 101 nha, A20 trăm nga. Ủa vải đẹp lắm chị. Rồi cái này không phải xuống cực kỳ luôn. Cái này của bé gái chị nha. A20 là của bé gái chăm nha nè. Rồi cái thun này thun xịn luôn á, một sáng một màu duy nhất thôi. 45kg lại có size nha. Rồi lên mã A20 nha cả nhà. Nhớ là comment mã A20 giùm em. A20 là có đơn. 45kg lại có size chăm nha. Mã A20 giùm em. Rồi, em lên bộ đây hết cả nhà nha. Xinh lắm luôn nè. A23. Đây. A23 các chị, A23 giùm em tầm từ 12kg tới 40kg nhé. Rồi 90, 100. Lấy mặt hàng cho chị, bỏ hàng đeo hàng. Rồi, lên mã comment là A20 dùm em á, A23, cái này A23. Mã A23 mấy chị ơi, xinh lắm luôn A23. Rồi, cái này em có size tầm từ 12kg tới 40kg dùm nha. Size nhí và size đại 90-100, đây là hàng khung lạnh bé trai. Hàng khung lạnh bé trai dùm em á. Đấy, vải đẹp cực kỳ luôn nha, A23. Rồi, A23 mấy chị nha. Rồi, tiếp tục. Rồi, chị đã thích cái hình đây, comment là mã A22. 40kg là có size nha, chất hàng thun lạnh nha. Hàng thun lạnh cũng ken kit cho em nghe là hồi giờ nó đồng giá là 90-100. A22 thì em mát tầm 10kg nha, cho tới là 40kg có size cho em các hình Superman này. Một hình Superman mấy chị nha, vải đẹp lắm, thun lạnh mặc sướng lắm cả nha. Thun lạnh này mặc cực kỳ đẹp luôn nè. A22 mấy chị comment A22 kèm theo số ký giùm em ha. A22 kèm theo số ký giùm em. 40kg quay đầu cho mấy chị nha, 90-100. Rồi lên mã A22 giùm em. Ôi nhiều mẫu đẹp quá. Rồi lên mã A19. Mã A19 cho em nha. 10kg cho tới là 33kg. A19 là hàng Victoria. À đây hàng hãng của Victoria mấy chị nha. Vải đẹp lắm, chắc là xịn sò luôn. Đấy, nhìn này cả nhà chắc bao xíu luôn nè. Đây cái quần cho em nha nè. Hàng xịn cho ngang cả nhà nha. Hàng của Victoria nha nha. Vải đẹp lắm. Rồi lên mã A19 nha. Màu vàng là A19 cho em nha. Vải đẹp lắm. Rồi cái đây là hãng của Victoria mấy chị nha. Sao nhí là sao đại thôi. Rồi, bộ đây 100-101 nha, 10kg tới 33kg size ha. Mã A19 giùm em. Đấy, xin lắm mấy chị nha. Về cứ nhận hàng cho em thoải mái, kiểm tra hàng thoải mái, test hàng thoải mái cho em nha. Hàng đẹp mấy chị nhận, hàng xấu gửi trẻ là cho em nha. Xin lắm, không tốn 1.000 mấy chị yêu nha. A19 comment mã A19 cho em, 10kg cho tới là 33kg nha. Rồi, 100-101 A19 mấy chị. Mã A19 giùm em á, A19. Rồi, em thêm có một cái màu xanh này. Rồi A19 mới chị kèm thêm màu cho em, A19 kèm thêm màu. Đấy. A19 thì em có được 3 màu này, màu vàng, màu xanh với lại em có thêm màu vàng, xanh đỏ. A19 này, 3 màu. Tầm 10kg tới 33kg nhé, hàng hãng của Victoria mấy chị, quả đẹp lắm. 3 màu như này nha. Rồi, em có màu xanh, màu đỏ cho em nha. Rồi em có màu vàng hết tầm 33kg lại có size cho em nha. Để size đẹp lắm. Rồi 101 với 102 nha. Hàng này có hai size, nhí và đại hơn 101, 102. Comment mã A19 cho em. Đấy, A19 màu vàng, kèm thêm màu nha cả nhà. Kèm mã hàng, kèm thêm màu cho em nha. 10kg tới 33kg size, 100-101 ngàn một set thôi. Hàng này Victoria, thun này thun đẹp lắm chị. Màu vàng, A19 kèm thêm màu nha mấy chị. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh cho em ha. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh cho em nha. Vải đẹp xuất sắc luôn, A19. Comment mã A19 cho em nha, A19 nha. Trời ơi, hôm nay hàng thun lạnh nè. Đây, thun lạnh cho em nha. Thun lạnh nè, xuất sắc luôn ha. Rồi thun lạnh này mấy chị lên comment A18 nhé. Mã A18 cho em có nhiều màu, tầm 10kg tới 80kg còn lệ size nha. 10 đến 80kg tới size cho em nha. Rồi comment A18 nhìn theo màu mấy chị, A18 cho em. Đây A18 này, hàng chất hàng thun lạnh thể thao cao cấp cho em nha. Mẫu em có nhiều màu, mẫu em có nhiều màu tầm 10kg nha, cho tới là 80kg tới size. Size nhí, size đại, size cổ, quần có túi cho em nha. A18 xuất sắc, quả đẹp lắm. A18 mấy chị kèm theo màu mấy chị nha. Màu xám này, màu xám. Rồi A18 là em có thêm màu màu cam, 80kg đô lại có size cho màu cam. Rồi màu vàng, màu vàng thì có tầm từ 30kg tới 45kg nhé. Màu vàng thì em có tầm từ 30kg 45kg cho em, hàng thun lạnh cao cấp nha, màu vàng. Rồi comment A18 kèm thêm màu với chị nha, nhớ kèm theo A18 giùm em. Rồi cái này có màu xanh nè, màu xanh là tầm từ 10 đến 80kg có size với chị nha. Xanh này 10 đến 80kg có size cho nha ha. Rồi chết là chút màu xanh cho nha, phải đẹp lắm. Rồi lát xanh comment màu xanh nha, comment là A18 kèm thêm màu em màu xanh nè. Rồi xanh này em có hai màu nha, một cái xanh cobalt, một cái xanh da trời.
Sân của ba là sân da trời nha. Sân da trời em có size tầm từ là 30kg nhá, cho tới là 80kg. 30kg, 80kg nhá. Rồi đây màu xanh này. Rồi A18 cho em hiện tại em có được 5 màu. A18 hiện tại em nghe có được 5 màu nha. Đấy, hàng thun lạnh hồi cho em chạy hàng quanh năm. Khách em mê lắm, mặc xuống lắm, cắt bao đẹp với chị nha. A18 này, đấy. A18 này em có màu xanh, đây là xanh da trời. Rồi cái này comment là màu xanh của ba với chị. Mèo hồng 40kg em chúc chị Phan Thị Ngọc Hà. Mèo hồng là bộ này đi. Mèo hồng à. Mèo hồng là chị lấy. Ok chị, mèo hồng. Đây ấy, chị ơi, mèo hồng là mẫu đây đúng không chị Ngọc Hà? Rồi. Ok chưa? Chị lấy mà mèo hồng là mẫu đây đúng không? Mèo này mèo hồng em có hai mèo hồng. Đây. Mèo hồng em có hai mèo hồng nha. 40 kg lấy mèo ra giùm em nha. Đây, mèo hồng em chút mẫu đây thôi. Mẫu đây có 40 kg đây, mèo Hello Kitty nha. Rồi, A18. A18 50 kg là lấy mẫu đây chị đúng không? A18 là mẫu đây đúng không chị? Chị Ngọc Hà ơi, A18 màu xanh riêng nốt hay là xanh da trời? Comment mà A18 nhá, A18 kèm thêm màu cho em nha. Rồi, A18 xanh coban, ok chị, xanh coban cho em nha. Rồi, cái này 50 kg có size cho em chị, ok chị yêu nè. Rồi, bao đẹp cho mấy chị mình thích lắm. Rồi, em chúc chị bộ mèo đây nha, mèo nè. Mã mèo hồng nha, 40kg em chúc chị bộ mã mèo hồng cho em nha. Rồi, chị nên chúc A18 của mình nha. À, hồng đậm hơn à. Ok, em chúc chị hồng đậm hơn rồi mẹ. Đúng không? Đây là hồng đậm hơn này chị nha. Đây. Màu đây nha mấy chị nha. Nó đậm hơn chứ cái mũ đây không có size 30. Mèo đây là em không có size 30 kg cho mèo đậu mũ đi, em có size tầm từ 30 kg lại thôi nha. Còn mèo đây là có size tầm 40 kg cho chị mèo đây cho em nha. Còn mèo đậu mũ là tầm 30 kg thôi. Ok chưa? Rồi A18 thì bây giờ em giới thiệu với chị A18 nha. Mẹ A18 chị nào mới pha A18 thì có em có màu xanh da trời, tầm từ xanh da trời em còn size tầm từ 30 kg cho tới là 80 kg cho em nha. Màu xanh da, đây là xanh riêng. Xanh riêng này em có size tổng tầm từ 10kg tới 80kg màu xanh riêng nha. Hàng thun lạnh thật thao cao cấp cho em nha. Rồi, xanh da trời 60kg. Rồi, ok chị yêu. Rồi, màu vàng á, A18 màu vàng thì em có size tầm từ 30kg cho tới là 45kg nha. Rồi, 30kg nha, màu xanh coban với xanh da trời. Rồi, cái này comment là A18 màu vàng thì còn size tầm từ 30kg cho tới là 45kg cho em. Rồi, em có màu cam này, màu cam đẹp ha. Màu cam này có size tầm 10kg tới là 80kg nhé. Size nhí, size đại, size cổ, hàng thun lạnh thở tao cao cấp mấy triệu. Hạt xuống á. Rồi em có màu xám nha, xám tầm chốc. Ừ. Xám này có size tầm 10kg nhé. Mèo hồng bao nhiêu một bộ á? Bộ mèo hồng là giá 90-100. Mèo hồng là giá 90.000 với 100.000 bộ cho em chị nhé. Đây là mèo hồng này. Em ơi, hôm này không làm mẻ chị luôn. Đưa mẻ chị đi. Rồi, mèo hồng đây nhé chị, mèo hồng này. Đó. Mèo hồng em có hai mèo hồng. Rồi, lấy comment là A20 với chị. Mèo hồng A20 này. Có A mấy rồi. Đưa cái mắt cho chị nhanh lên. Rồi, cái này là A30 với chị. A30 cho em á. A30 kịp không? A30 này có size tầm 10kg nha. Cho tới là 40kg A30 cho em nha. Đây là mã A30 sơ nhí sơ đại nhân. Giá là 90-100 A30. Comment là mã A30 nha cả nhà. A30 em 90-100 với chị A30 nha. Cho chị xin cái bút lông đi em. Rồi, đây là mã A30 nha. 90-100 dùm em á. À, đây hàng không tặng kênh kích nha. A30 dùm em. Rồi, xanh da trời đổi em 65kg. Ok chị yêu. A31 nha, mèo đó là A31, em có size tầm 10kg cho tới là 30kg A31. Mã A31 90-100 nha, tầm 10kg cho tới là 30kg mà A31 dùm em. Đó, A31 mấy chị. Rồi em lên mẫu khác cho, không lên nhiều mẫu đẹp cho cả nhà luôn. Rồi đây là hàng chắc đuổi nha cả nhà, hàng đuổi cho em. Em ơi này bao nhiêu ký nha? Tay đuổi nha ha. Mấy? Bao nhiêu tiền? 75. Một giá à? Dạ. Rồi 75k mấy chị nha, 75k 10kg 33kg size nha, mã sọc. Đây comment nha. Đẹp lắm, A32. Mã A32 kèm thêm màu nha. Rồi em có màu 7585 nha, A32 này. A32 có màu hồng nha, rồi em có màu xanh này. Màu hồng màu xanh cả nhà nha, hồng màu xanh cho em nha. Rồi có sọc nha, sọc. A đẹp comment là A32. 7585 nha. A32 giùm em 7585 nha. Rồi em có size tầm 33kg là có size. Đây hàng chất đuổi chị ơi, mình thích lắm. Hàng đuổi nhé.
ở bên trong có quần đùi cho em nghe này, đẹp lắm hàng đùi nhá. Rồi A32 giùm em, comment A32 còn sọc với hồng với lại xanh nha, sọc hồng xanh cho em đó chị. À, thở thao dạ còn chị, thở thao còn 80 kg rồi. Đây 80 kg em đang bỏ đây cho chị này, 75-80 kg là có một mẫu đó thôi cho em nha. Rồi A32 đẹp quá, mẹ A32 này. Rồi hàng đuổi cho mấy chị tầm 10 kg tới 33 kg size cho em nha, size nhí và size đại cho em. Rồi nhí 75 còn lại 85 nha, hàng này có hai size nhí và đại nha, 75-85 mấy chị, 75-85. A32 thì em có màu hồng sọc với lại xanh nha. Rồi A18 A32 dùm em chị, rất là A32 A18 là 101, 102 và 103, 3 size, size nhí, size đại, size cổ. Đây là mã A18 này. A18 thì em có màu vàng nha, màu vàng tầm từ 30 kg 45 kg nhé, nhí 101, đại 102, cổ 103. Hàng thun lạnh hồi giờ em bán đồng giá hết. A18 em có màu vàng. Rồi A18 em có màu xanh này, xanh da trời, tầm từ 30 kg 80 kg cho em nha. Cái này có size to này, 30 kg 80 kg nhé. Đấy, chắc hàng thun lạnh nhưng mà bao đẹp rồi, đẹp xương lắm, hàng thun lạnh cao cấp nha, 101, 102, 103. Comment A18 em có màu xanh da trời nha. Rồi A18 em có thêm màu xanh, đây là màu xanh ring đó, màu xanh coban nhé, xanh coban là tầm từ 10 kg tới là 80 kg nhé, xanh coban này. Đấy, màu xanh coban là 10 đến 80 kg size nha, 101, 102 và 103. Rồi A32, ok chị đếm lên gặp A32. Bộ thở thao 30 kg 75 ngàn, thở thao 30 kg 75 ngàn là bộ nè ta. Rồi lên mã A18 nha, màu xanh. À ok chị đếm lên ra hàng thở thao đó cho. Rồi A18 em có màu cam nha, màu cam tầm 10 kg 80 kg nhắc, màu cam này. Rồi A18 em còn một màu nữa, đó là màu không? Màu xám cho em nha. Rồi màu xám là hết rồi, tầm 10 kg tới 80 kg size nha, 10 đến 80 kg cho em. Riêng cái form này có size tầm 80 kg thôi, còn những cái form khác không có tới 80 kg đâu. Riêng cái dòng này em có size được 80 kg. 75 kg thì mấy chị có mua được cái dòng này thôi, còn mấy dòng kia em có size đâu. Rồi đây chị ơi, A32 cho chị coi lại mẫu nhé. A32 là hàng chất đuổi cho em nghe này, xinh lắm. Rồi em có màu xanh sọc với là hồng. A32 là xanh sọc hồng, 75-85, tầm 10 kg tới 33 kg size nha. Rồi sọc này, đó màu xanh nha, xanh này hàng đuổi cho em, xanh này. Rồi A32 em có màu hồng, màu xanh màu hồng với sọc cho em nha. A32 xanh hồng và sọc cho em nha, tầm 10 kg tới là 33 kg size, size nhíu size lại nha, 75-85. Rồi chị thích sọc lấy sọc cho em nha, sọc. Rồi bên trong có quần đùi hết toàn bộ cho em nha, vải đẹp lắm. Đây mẹ em chị nha, bên trong có quần đùi cho em nghe này. Đấy, xinh lắm, chị nè. Rồi, dễ thương lắm nha. Rồi, A32 em có được 3 màu đây thôi, sọc, xanh với lại màu hồng cho em nha. Còn đây chị ơi, cái mẫu đây hả? Cái mẫu 75 ngàn là mẫu đây dùm em, mẫu thở thao đúng. Đây. Còn đây xanh này, tầm đây màu xanh nha. Cái hàng đây này. Đó, màu xanh này tầm từ 30 cái này tầm 40 kg tới 45 kg nhé, xanh này. 40 kg 45 kg màu xanh nha. Bộ đây còn một bộ này. 75k nha. Cái này là hàng thở thao. Đây là đồ đá banh này, hàng thở thao đá banh nha quý vị. Rồi 75k em bộ cho em nha. Đẹp lắm, đồ đá banh cho em nghe là màu xanh nha, chỉ chút màu xanh. Tầm từ 40 kg tới 45 kg size nha. Rồi. Màu xanh đó chị, xanh nha. Đấy, màu xanh đắp đồ đá banh cho em nghe, bộ đây 75 ha. Xanh này 75 giùm em. Đây này còn được mấy bộ thôi. 75k bộ. Rồi em có màu xanh đen nha, xanh đen này size của bé tầm từ 25 kg nhé, xanh đen tầm 22 đến 25 kg, xanh đen này 22 đến 25 kg nhé, 75 ngàn, xanh đen 22 đến 25 kg nhé. Rồi là màu xanh đen á chị, xanh đen cho em à, 22 đến 25 kg cho màu xanh đen á, 75k xanh đen, 75 này, màu xanh đen 75k chị lấy size mấy chị, 30 kg đúng không, 30 kg. Đây là mẫu cho chị cho 30 kg nhé. Ok, A32 em chúc chị chăm ngủ hết đơn. Rồi, màu nó đẹp nè. Màu này có size của bé tầm 38 chứ lại có size chị em nha. Đây. Rồi, lên màu xanh nhé, comment màu xanh này, xanh. Màu xanh này có size tầm từ 25 kg tới 38 kg, màu xanh này, bộ này có tầm 30 kg có size chị yêu. Màu xanh này, bộ đá banh cho em nha, 75 ngàn, xanh 75 ngàn. Từ 25 kg cho tới là 38 kg xanh đây. Màu xanh cho em là 75 ngàn. Trời, cho chúc bạn xanh nha. Xanh 75k, size mấy tầm từ 25 kg 38 kg, đồ đá banh cho em nghe này, 75k bộ nha. Bộ này có tầm 38 kg lại có size 25 đến 38 kg, còn 3 bộ. Rồi chết cho bộ xanh 75 nha.
Rồi em có màu xanh đậm này. Xanh đậm này em có size XL. XL tầm 40kg, 42kg thôi. Xanh đậm. Xanh đậm cũng từ 22kg tới 42kg xanh đậm cho em nghe ha. 22-42kg xanh đậm này. Rồi bộ đây cũng là giá 75k. 22kg tới 42kg thôi. 25kg, 42kg gì em hát. Rồi đẹp chưa. Rồi nó màu xanh đậm á. Màu xanh đậm cho em nghe hàng thể thao này. Bộ đây cũng là bao nhiêu ta. Xanh 30kg em chú chị Nguyễn Ngọc Như là xanh đây em. Xanh đậm đấy cả nhà, xanh đậm tầm từ 24kg cho tới là 42kg nhé, 24-42kg xanh đậm. Rồi xanh đậm nhân 75 hả chị, chúc mà xanh đậm cho nha, quả đẹp lắm, xanh đậm. Đấy, mấy cái bộ đi đáp anh thôi bao đẹp luôn mấy chị nha, xanh đậm nha. 42kg lại có size màu xanh đậm 75 nha. Màu xanh đậm với em 75 nha. Rồi em có tầm màu đỏ nè. Màu đỏ này tầm 45kg lại có size nha. Đỏ. Đỏ này có tầm 50kg luôn. Tại đây còn 40kg tới là 50kg em size nha. Đỏ, 40kg 50kg cho em đỏ. Rồi bộ này 75k bộ nha. Bộ đáp anh cho em nghe này. Logo em chỉ là theo hết này, theo hết toàn bộ này. Rồi cái này tầm từ 42kg cho tới là 50kg nha. Đỏ. Rồi là màu đỏ 42 đến 50kg size màu đỏ chứ. Bộ đáp anh cho em nghe ha, màu đỏ. Rồi bộ này tặng cả nhà là giá 75k bộ nha. 75k bộ. Rồi theo logo từ dưới này, áo có logo ha, quần có logo cho em nghe. Đó, vải đẹp lắm, 75k, 50kg nha. 42kg tới 50kg size cho em nha, lợi màu đỏ cho em nha. Rồi 75k bộ cho em nha, vải đẹp lắm. Rồi lớp màu đỏ cho em nha, 75 nha. Màu đỏ cho em nha, 75 ha. Rồi chết rồi, chút màu đỏ cho em nha, 75. Xanh này đẹp này. Màu đây là gọi là xanh riêng. Size của tầm từ 25kg nha, cho tới là 45kg xanh riêng này. 25kg, 45kg một xanh riêng, 75k. Trời là màu xanh riêng nha. Từ 25kg cho tới là 45kg xanh riêng nè. Cái màu này cũng đẹp nè. Màu này sáng lắm á. Rồi 75k nha. Màu xanh riêng là 75k nè. Từ 25kg cho tới là 45kg nha xanh riêng nè. Rồi giá sale là 75k bộ cho nha. Size to. Rồi xanh riêng 75 nha. Đấy, phải đẹp lắm. Rồi cả nhà cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em nha. 6 gửi trả lại cho em. Rồi xanh riêng nha. Tầm từ 25kg cho tới là 45kg xanh riêng nha em. Trời em là một mã mới là mã A17 nha. Mã A17 chứ. Hôm này tầm 70kg là có size hàng thun lạnh cao cấp cho em nha. Nhưng mà sắc mắt ba lỗ cho em nha. A17 cho em kèm theo màu. A17 mới chỉ kèm theo màu nha. Xếp thật này, hàng thun lạnh thở thao cao cấp. Tầm 70kg là có size nha. Mỗi đêm có size tầm 70kg thôi. Mấy chị nhìn cái phông quần cho em nghe này. Ôi vả đẹp lắm luôn này. Mã A17 kèm theo màu nha mấy chị. A17 size tầm từ 12kg tới 70kg nha. A17 cho em nghe này. Đấy. Em có đủ màu mấy chị nha, màu đỏ nè. Rồi 70kg có size cho nha, 12kg tới 70kg nha. A17 dùm em comment. A17 kèm theo màu cho nha ha. Rồi em có thêm màu vàng nữa nè. Đấy, em bỏ đây có được 5 màu nha. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu đen với lại màu xám thôi. Được 5 màu. A17 dùm em ha. Xinh quá, xuất sắc luôn. Rồi cái chất này em bao hàng cả nhà luôn á, 3 size nhí đại cồ nha, 101, 102, 103. Hôm này tầm 70kg là có size cho nha. Đấy, bộ sắc lách ba lỗ là 70kg là có size thôi. Chỉ có riêng hồi nãy đang có size tầm 18kg thôi. A17 cho em nha, kèm trên màu 101, 102, 103. Tầm 12kg nhé, cho tới là 12kg cho tới là 70kg size cho em nha, màu đen này, đẹp quá ha. A17 cho em á, rồi ok chị. A17 cho em nha. Rồi em có màu xám này. Đấy, màu xám, màu đen, màu vàng, màu đỏ, và em có thêm màu xanh. Mã A17 em có được 5 màu, vải đẹp cực kỳ luôn à, hàng thun lạnh cao cấp nha. À đây hàng thun lạnh đẹp lắm, màu xám nha. Trời, thun lạnh em ơi, hàng thun lạnh. Trời, thun lạnh thở thao cao cấp cho em nha. Chị A17 kèm thêm màu, em có được 5 màu. Màu này có được 5 màu tầm 10kg tới 70kg size cho em nha. 10 đến 70kg size cho em nha, vải đẹp kỳ luôn nè. Trời, lên mã A17 cho em nha. A17 em cho mấy chị coi lại màu. Đây, thun lạnh thở thao cao cấp đấy chị nha. Vải cực đẹp luôn nè. A17 giùm em nha. Bộ đây có được 5 màu nha, 101, 102 và 103, 3 size nha, size nhí, size đại và size cô cho em nha. Đấy, A17 cho em nha, chuẩn hàng luôn mấy chị yêu. Hàng thun lạnh thở thao cao cấp mấy chị nha. A17 kèm theo màu cho em nha, đắt 5 màu, vàng, đỏ, xanh, xám và đen. Rồi, vàng, đỏ, xanh, xám, đen cho em tầm 10kg nhé, cho tới là 70kg nhé. Cái phone này tầm 70kg lại có size thôi. Rồi, bộ quần dài, ok chị đếm nó quần dài cho. A17 mấy chị, mà A17 giùm em á, A17 cho em. Trời, quần dài có mẫu đây chị ơi, quần dài có mẫu mới nè. Đây, mẫu đây cực kỳ đẹp luôn à.
Trời xinh lắm luôn. Comment mã A24, mẫu đây có size tầm 10kg, đó là 23kg nhé. A24 này. Ở phía sau rất màu đen cả nhà nha, phía sau dây cho em nghe này. Tầm 23kg là có size, bộ đây là 95g bộ nha. Đây, bộ đen 100.000 nhé, xe đây. Hôm nay em tặng bộ đây 95k, mình được bán 100.000 bộ đó. Comment mã A24 nhé, A24 này. Đây là hàng full cotton mấy chị. Mã này hàng full cotton hết toàn bộ cho em nha, quần dài này. Cái này em có màu cam nha, A24 em có màu cam, màu hồng, với em có thêm màu. Đấy, màu đỏ nhé, hồng bạc, hồng cam đỏ cho em nha. Comment mã A24 23kg rồi là cái size nha, bộ đẹp quá. Rồi 95k một set cho em nha. Rồi bộ đây là hàng thun cotton, áo hàng thun cotton, quần hàng thun cotton hết toàn bộ nha. Thun này thun cotton chính phẩm cho em nha. Đấy, phải cực kỳ xinh luôn. Ở phía sau này cả nhà, đẹp lắm. A24 cho mấy chị, mã A24 cho mấy ha. Về rồi em ơi. Mã A24 cho mấy ha, mã A24 nè. Phải chắc lắm luôn nè. Dạ ngố bé gái em có, em để em lên ngố bé gái nha. Rồi. Nhện đây ha, bộ nhện này. Ngố em có em chị, theo dõi like cho em nghe xíu nhé, em lên chưa. Rồi, nhện thì em có size cũng tầm từ, nhện là comment mà A14 nhé, tầm từ 37kg là cái size nha, nhện này. Comment là mã A14 cho em nghe mấy chị comment nhé, A14 kèm theo màu cho em nha. A14 này, xanh lá, A14 màu xanh lá cho em nghe này. Rồi tầm 37kg là cái size nha, size nhí xanh lại nha, nhí 100 đại 101. Rồi, mã này là nhí 100 đại 101. Hàng này hàng thương hiệu của Lily, hàng không cô tâm chính phẩm á. Comment là mã A14 á, tầm 10kg tới 37kg size nha, kèm thêm màu A14, kèm thêm màu cho em nghe á, màu xanh này. A24 em chúc chị Lệ Thanh A24 giùm em, dễ thương lắm. Rồi A14 nha, em có màu đỏ, màu vàng này. A14 em có màu vàng nha. A14 em có thêm cái màu đỏ, màu xanh coban, màu xanh lá. A14 là bộ nhện cho em nha. Rồi tầm bé 13kg cho tới là 37kg size, hàng thương hiệu của Lily nha. Rồi thun này thun cô tâm chính phẩm cho em nha, 100-101 bộ nha, sao nhí 100 sao lại 101. A14, comment là A14 kèm thêm màu, A14 kèm thêm màu mấy chị nha. Đấy, rồi bao đẹp mấy chị nha. A ok, em chúc chị Trâm Nguyễn có đơn cho em nha. A14 cho em nha, mã đẹp lắm. Rồi chắc lại bao hàng cả nhà em luôn, hàng Lily nè, sao nhí sẽ đại nha, nhí đại cho em nha. Rồi 37kg size nha. A14 thì mấy mắt, màu xanh coban, màu xanh lá, màu vàng, màu đỏ. Rồi khung này bao đẹp cho em nha ha, 100-101 nha. Size nhí và size đại cho em nha. Test hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. Kiểm tra hàng thoải mái cho mấy chị, vải đẹp cực kỳ luôn nè. Rồi, lâm mã A mấy chị nha, A17 cho em, A14 nè. Đây là mã A14, số này cả nhà, A14. Kèm theo màu cho em nha, A14 kèm theo màu cho em. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh lá cây. Rồi em có màu xanh coban nha, 37kg là cái size 100-101 nha, A14. Cái này comment mã A14 mấy chị, A14 cho em á, A14 cho em á. Dạ ngố có em chị, ngố có. À, chị nào hỏi lấy quần nhà em có mẫu đây đẹp nè. Rồi, comment mã A14 nha, ngoan nguyên nhơ, comment cái mã em cho chị nha, A14 nha. Rồi, xanh lá 12. Đây này, chị nào lấy quần dài, quần nhỏ lấy màu đây cho em nghe nè. Mèo nè, mèo xanh với lại là gấu hồng. Mèo xanh với gấu hồng này, hàng này hàng của Kenkit nha. Hàng này hàng trung lạnh của Kenkit cho em nha. 90-100 nha. Rồi gấu hồng tầm 10kg tới 30kg cho em nè. Không có mẹ chị, không có ha. Bộ thể thao 75kg chỉ có một cái mẫu kia thôi. Cái mẫu chị mới lên là bộ đáp tầm từ 75kg, 80kg có một mẫu đấy thôi. Còn những cái bộ kia thì có size đâu, size lớn có 75kg có size. Rồi lên bộ gấu 10-30kg nha. Rồi rồi bao đẹp với chịu nha. Rồi lên bộ đây có mèo Hello Kitty nha. Rồi lên bộ mèo Hello Kitty tầm 10-40kg nhé. Mèo Hello Kitty là quần nhỏ cho em nghe này, 90-100 nha. Mèo Hello Kitty là mèo xanh với lại gấu hồng, mèo xanh với gấu nha, mèo xanh với gấu cho em nghe. Rồi gấu tầm 10-30kg có size nha. Rồi 90-100. Mèo tầm từ 10-40kg nhé, mèo ha. Rồi mèo xanh này, màu quay đẹp này, màu đây chị thích luôn, lấy quần dài lấy màu đây đẹp này. Rồi lên ngố cho chị nha, ngố nè. Chị em xíu nha, lấy ngố cho, không ngố nhiều mẫu đẹp cho chị em nè. Đây em lên cái mẫu đây nha cả nhà nha. Trời,
Chị đang lo anh đơn của chị để bao lâu rồi? Nếu mà đơn của chị để lâu là em sẽ. Còn nếu mà còn đơn để em báo lại gì sau? Bạn năng anh kiểm tra đơn của chị còn không? Trời, mà A7, A7 là cái đầm với chị. A7 là cái đầm này. A7 em có size tầm từ 10kg tới 40kg nha. 90 ngàn A7 nè. 10kg tới 40kg cái size nha. A7 em có màu xanh, em có màu cam và em có thêm màu hồng. 40kg size cho em ăn. Bộ đây có 90 ngàn thôi. 10 đến 4 chỗ A, 10-12kg, 10kg tới 40kg size này, A7. Mẹ A7 là cái đầm thun mấy chị nha, đầm thun này chắc khỏi dày lắm. Rồi A7 đây em có màu hồng, màu cam và có màu xanh nha. A7 nè, màu hồng, màu cam, màu xanh cho em cái đầm thun hơn, đầm lên là cái đầm thun. Đầm thun cô tâm chính phẩm là đầm thun A á, mẹ thích lắm. Rồi, A17 nha cả nhà, A17 giùm em á, mẹ A17 nè. Đấy, A17 giùm em á, A7 nha, đây A7 xong rồi cả nhà, A7. A7 đây có màu xanh nha, đọc mẹ một. Rồi, cái đầm mấy chị đang đầm này. Đấy, đầm bò sữa nha, đầm bò sữa em có màu xanh. Rồi, em có màu cam với lại em có thêm màu hồng. Màu cam, màu hồng với màu xanh nha. Màu cam, màu hồng, màu xanh mấy chị đầm học, đầm bò sữa cho nghe này, quả đẹp lắm. Rồi, bộ đây 90 ngàn nha, đầm bò sữa này. Đấy, bò hồng á, bò hồng, bò xanh với lại em có bò màu cam á, bò hồng, bò xanh, bò cam. Tầm từ 10kg nha, cho tới là 40kg size. Hàng này có size to đó. Cái đầm này là hàng không cô tông chính phẩm. Rồi, có 90 ngàn một đầm nha. Bò sữa này có 90 ngàn một bộ thôi. Rồi, thanh quỳnh, ok chị yêu. Rồi, lên nha, bỏ đá cho em biết nha. Thỏ, bộ thỏ là có mấy mạng A8 đi. A8 nha. Rồi, còn đơn, nếu mà chị có nhân viên, ok chị yêu, chị chúc thêm đơn đi. Cho em đi dùng đơn ngày mai cho đi đơn của chị chứ. Vậy bây giờ chị chúc đơn đi, ngày mai đi đơn nha. Thỏ này có thỏ hồng nha cả nhà. A18 cầm đi màu hồng chị, kèm theo màu nha. A18 là bộ con thỏ này. Bộ này tầm 10kg, tức là 70kg cái size nhí, size đại, size của 10-70kg nhé. Thỏ hồng, thỏ màu vàng với thỏ em có thỏ màu cam nha. Xích quần đùi nha, thật mẹ bé trăm ngang, 10-70kg cái size. Size nhí, size đại và size cổ ha. Rồi nhí 100, đại 101, cổ 102. 100, 101, 102 với chị nha. 100, 101, 102 vậy nè. Bộ thỏ, đẹp quá, thỏ cam 70kg xa nhưng mà cặp mẹ bé cho em thỏ cam. Rồi thỏ đây có thỏ hồng. Rồi thỏ đây có thỏ vàng quá chị. Màu vàng, màu hồng, màu cam. Sáng mai em có đầm lai xuất hàng. Sáng mai em lai một ngày là hàng xuất hàng với chị nha. Ngày mai xuất hàng về nhiều lắm. Sáng mai sẽ lai xuất hàng. Bé gái với trai với chị nha. Xe nhí, xe đại, xe nhỡ. Rồi, ok chị quá. Rồi lên mà thỏ cho em nghe. 70kg lại có size nhưng mà cặp mẹ bé cho em. Thỏ đây có được 3 màu. Màu vàng, màu hồng với em cấp thêm màu cam. Size nhí, size đại và size cổ á. 100, 101, 102. Đấy. Rồi lên mà thỏ chứ là giống mà thỏ nha. Thỏ nó có được 3 màu không? Mà thỏ cho em nha. Bé cha thì nhiều lắm chị. Đây bé cha để em lấy mẫu đây cho chị yêu nè. A15 kiểm theo màu. A15 này, đấy, đẹp lắm. Bộ vải đẹp lắm cả nhà. Bộ đây tầm từ 23 đến 60 cái nhá, 51-102 đại và cổ ha. Rồi là màu nâu này. Đấy. Màu nâu này tầm size tầm từ 23 cái nhá. Cái này 23 cái. Cho tới là 60 cái nhá, 23 đến 60 cái cho em. Size đại và cổ này chị lấy bộ đây ăn sắc mắt nhà hàng Thung Cô Tâm. Rồi bộ đây là size đại 101, size cổ là 102. Đại 101, cổ 102 vải đẹp chắc lắm. Rồi là mã nâu nha, chứ là chút mã nâu cho em nghe ha. Nâu 101, 102 cho em nghe bộ nâu. Chứ đây chút bộ nâu 101, 102 bộ nâu. Rồi ôi cái này cũng đẹp lắm nè. Rồi mã nâu 2 này. Mã nâu 2 á, nâu 2 này có size tầm từ 30kg nha, cho tới là 60kg có size nâu 2. Rồi 25kg này, 25kg tới 60kg nha, 101, 102 nâu 2 này, bộ nâu 2 này. Không đẹp lắm, bộ này mặc xuống là nhìn cái lông quần cho em nghe này, bao đẹp chắc đẹp lắm. Mã nâu 2 tầm từ 25kg cho tới là 25kg cho tới là 60kg nha, nâu 2. 101, 102 nâu 2. 8. Màu xám là hàng không cô tâm chính phẩm nè. Đây hàng xịn. Cái này hàng xịn nha chị nha. Màu xám tầm 10kg tới tầm từ 25kg tới 60kg màu xám. 25 đến 60kg thì mềm á, 101, 102 màu xám chứ là chỗ xám. 25kg tới 60kg màu xám, 101, 102. Rồi em có màu xanh. Màu xanh cũng từ 25kg cho tới 60kg cho em màu xanh này. Size đại, size cổ á. Cái này em có size đại, size cổ là em chị là hàng thun cô tâm chính phẩm, vải đẹp chắc lắm. Em thề mấy chị là vải nó đẹp lắm. Về những cái dòng đấy mấy chị về cứ kiểm tra hàng cho em á, mặt vải nó bền. Mặt ngoài nó bây giờ nó xuống hàng mấy chị nha. Rồi lên màu xanh á, bờ màu xanh này, 60kg lại có size nha, đại và cổ 101, 102.
bán hàng không xịn luôn, còn đẹp. Rồi hàng này hàng không xịn giá 101, 102 cho nha. Rồi 4 màu nha, bộ đen có được 4 màu. Rồi chính là thích lắm, màu nào comment màu đỏ cho em nghe nha. Rồi tiếp tục em lên màu đây cho em nha. Khủng long này, trời đẹp quá. Khủng long em có màu vàng nha, tầm từ 10kg tới 23kg, bộ đen 110-23kg, hàng Trung Cô Tâm chính phẩm nha. Rồi mặt khủng long vàng, mã khủng long vàng nha, có túi cho em nha này. Hàng Trung Cô Tâm chính phẩm 10kg nha, cho tới là 23kg, bộ đen có xanh nhí nha. Khủng long vàng cho em nha, 100. Khủng long vàng 100 nha, khủng long vàng 100 này. Rồi khủng long em có màu nâu á, khủng long này có màu nâu 100 luôn, tầm 10kg tới 23kg, khủng long nâu với khủng long vàng. Mẫu khủng long này em về được 2 màu, em nha, về được 2 màu nha cả nhà nha. Màu vàng và lại em có thêm màu nâu á, khủng long này. Màu vàng với màu nâu cho em nha, tầm 10kg cho tới là 23kg. Cái này em có size nhỏ. Rồi 10-23kg size nha, khủng long cho em nha. Rồi 100 mấy chị, khủng long màu vàng với màu nâu á, 100. Mã khủng long vàng với nâu 100 nha em á. Trời ơi, lên bộ Kenzo này cả nhà, logo này, lật nè. Chất đẹp giả mê luôn à. Kenzo với chị, mã Kenzo nha. 10kg nha, tới là 45kg size. Gì đó. 10kg tới là 65kg nha. Rồi lên bộ Kenzo màu xanh này, 10-65kg size cho em nha. 3 size, size nhí, size đại, size cổ nha. Rồi 10-65kg giùm em á. Rồi lên bộ Kenzo nha. Rồi 101. Bộ đen này không có size nhỏ em. Xe nhỏ đó hết rồi, xe đại đâu. Hình này không xe đại. Rồi là bộ Kenzo nha cả nhà. Kenzo cho em nghe 10kg tới 65kg nha. 100, 101, 104. Rồi là mã Kenzo nha, quả đẹp lắm luôn nè. Có đại không? 10kg nha, cho tới là 65kg, 65kg đồ lại đúng không? Rồi giá bao nhiêu? 100 hả? 101 này, 102, 104. Nó ghi 101, 102, 104 mấy chị nha. Rồi lên bộ Kenzo này. Kenzo dập đây là dập hình nổi cho em nghe. 101, 102, 104, 60kg like ha. Kenzo này có màu vàng á, màu xanh và có thêm màu đây, màu cam. Nâu vàng với cam nha, nâu vàng. Màu nâu, màu vàng với màu xanh cho em nghe. Chỗ hàng đẹp lắm, hàng bao đẹp. Quả chắc lắm. Rồi lên mã Kenzo nha, chứ là chúc mã Kenzo cho em nghe. Kenzo. Rồi. Em lên xếp màu trắng này. Tầm mấy 10kg tới là 60kg nha, màu trắng này. 15kg tới 60kg màu trắng cho em nha. Quả đẹp chưa? Màu trắng này, con hàng tờ thao. Màu trắng là giá 90, 80, 90, 100, 3 size với đại cồ. Tầm 60kg lại cái size nha, 15kg tới 60kg màu trắng này. Chị là thích tông trắng lắm, nhanh một đây cho em nha. Biết giá với trang lại được nha. Rồi, màu trắng nha, Kenzo em chúc cho anh Phương. Màu vàng quá, 25-65kg chúc cho 21. Rồi, màu trắng này, xong màu trắng này. Cái này mấy chị mặc cặp cả nha, mặc được lắm. Cái này mấy chị mặc cặp cả nhà đi chơi, đi du lịch đó. Mỏng đây cho em tầm từ 15kg tới 60kg nha. Size nhí 80, size đại 90 và size cổ là 100. Rồi là màu trắng nha, chỉ có màu trắng giúp nha này. Rồi là mã trắng nha, 60kg có size cho nha. 80, 90, 100 là 3 size, 3 giá cho má, trắng nè. Cái này mấy chị mặc đi du lịch được mà, mặc cặp luôn. Cả nhà mặc cặp đi du lịch đẹp lắm luôn. Rồi lên bộ đây ha, chị em xíu lên mẫu bi gái chút nha, bi gái này. Đây bi gái có mẫu đây nha, rồi bộ thỏ, chính là comment mà thỏ nhé, thỏ cho nghe ha. Comment là thỏ, thỏ đây em có bộ là thỏ cam nha, thỏ cam là xích chân váy, bên trong đều có quần đùi nha. Đấy, bên trong em nghe đều có quần đùi hết toàn bộ này ha. Theo này, đây là theo nha. Ở in, đây là in hết này, nơ này. Rồi, thỏ này em tầm từ 40kg lại có size nha, 35kg lại có size à, 35kg, 10-35kg size nha, thỏ. Rồi 100-101 nha, thỏ, xích chân váy là 100-101, thỏ này thỏ cam. Thỏ này thỏ trắng, và thỏ này thỏ vàng, 3 màu. Thỏ trắng, thỏ cam, thỏ vàng tầm 10kg tới 35kg size nha, xe nhí, xe đại cho nha. 100-101, xích chân váy là bên trong đều có đùi hết toàn bộ cho nha, xin không. Bên trong đều có đùi nha, thỏ đây comment thỏ trắng. Rồi thỏ cam với thỏ hộp, thỏ cam nha, rồi thỏ vàng cho nha, 3 màu. Size nhí, xe đại nha, 35kg đồ lại có size, 100-101 nha, thỏ. Đẹp lắm, những cái chân mặt xuống á, chị ơi, chắc bao hàng luôn. Nay cái đầm này mới về, cái đầm này size nhỏ này, từ 8kg nhé, cho tới là 23kg nhé, 8-23kg. Rồi đầm thủy thủ sọc, rồi đầm thủy thủ nha, sọc trắng với lại sọc đen với lại sọc sọc hồng nhé. Cái đầm thủy thủ này hồng với lại đen á, hồng với đen này, sọc đen sọc hồng cho em nha. Tầm từ 8kg cho tới là 23kg nhé. Rồi cái đầm này giá 59.000, cưng lắm.
8 kg cho tới là 23 kg, đầm hồng với đầm trắng đấy ha, đầm hồng với đây kenyo cam 40 kg em chúc đẹp lăng anh nha. Trời ơi đẹp chưa cả nhà ơi, nè nhìn cái chất em nè, 59.000 một đầm nha. Rồi sọc trắng đen với là sọc hồng, mà đây có hai màu sọc trắng đen sọc hồng từ 8 kg cho tới là 23 kg nha. Rồi 8 kg tới 23 kg rồi 59.000, 8 đến 23 kg nha, 59.000 cho max. Đầm sọc trắng sọc hồng, sọc trắng và sọc hồng đầm thủy thủ cho nha, 8 kg cho tới 23 kg sọc trắng sọc hồng. Rồi mẫu đây là giá là một giá 59.000 nha, 59.000. Đây em sẽ lên cái mẫu không, cái mẫu mới là mẫu của hàng MB, hàng này hàng phun cotton chính phẩm, hàng mà bộ trên này, bộ trên này em có size tầm từ 65 đến lại có size nha, bộ trên này size nhí size đại size của bộ trên này em có màu xanh lá cây ha, một trên một xanh xanh lá cây này. Đây màu xanh lá cây bộ trên nha. Đây em cho mấy chị coi mẫu quần nó này, mẫu quần rất đẹp luôn, mẫu hình thiết ai mẫu quần này, một bên là in nha, rồi một bên là sẽ là một quần túi hộp cho em nghe. Thì mẫu này về được 4 màu nha. Rồi mẫu này về một 4 màu cho em nghe này, bộ trên nhá. Rồi màu xanh lá cây nha, xanh lá tầm 65 lý là có size nha, nhí 101, đại 120 và cổ là 140. 101, 120, 140 đây là hàng thương hiệu của MB nha. Rồi màu xanh lá cây. Màu đây comment màu đỏ. Màu đỏ cho em nha. Rồi. Cái đây comment màu xanh coban. 65 lý là có size. Xanh coban. Rồi xanh coban 3 size nhí đại cổ nha, 101, 120, 140. Rồi em có màu vàng. Màu đây có thêm màu vàng cả nhà nha. Đấy. Vải đẹp lắm, hàng thương hiệu MB là hàng thun cotton chính phẩm. Vải đẹp rất xuất sắc luôn này. Đấy. Rồi, một bên này đây ha, in nè, một bên là túi hộp cho em nha, màu đây về 4 màu nha. Màu đây về 4 màu. Rồi, chứ là thích lấy màu nào comment màu đỏ cho em nha, 10 ký 65 cái size nha, màu vàng. 101, 102, 104 nha. Rồi em có màu xanh lá cây. Rồi em có thêm màu đỏ cho em nha, màu đỏ này, màu đỏ. Rồi, em có màu xanh coban nha. Hàng đẹp lắm, chắc là sướng lắm. Rồi lên màu cho em nha, chốt nha, cái này mấy chị lên màu giùm em, lên màu được 4 màu cho em nha, vải đẹp lắm, xuất sắc luôn. Bông hàng chị đi, bông hàng cho bé trai. Rồi tiếp tục em lên cho bé trai, nó trong kia hàng bự nhiều lắm, hàng không có tông nó đẩy quá. Rồi em lên bộ cho màu trắng này, có hàng thể thao cho áo của gắn cũng rất tốt. Rồi quần là quần chín tóc cho em nha, tầm từ 10 kg tới 40 kg nha, 101, 102. Hàng này hàng thương hiệu của MB là hàng thun cotton chính phẩm nha. Rồi năm bộ đẹp á, thở thang màu trắng này mấy chị rút dây cho em nha. Ồ cái này mấy chị rút dây lại cho em nghe nè, cưng lắm, và mấy chị cột lại nha, cột lại cho em nghe, xinh lắm. Hôm này không hàng thở thao nha, biết cái này không hàng thở thao, 40 kg về đầu cho em nha, 101, 102, hàng thương hiệu MB nha, màu trắng này. Rồi chết là chút màu trắng nhé, màu trắng cho em nha. Rồi mở đây có thêm màu hồng, màu trắng màu hồng cho em nghe, rút dây lại giùm em, hơi xinh. Cái này có độ rùng, độ rút dây lại em á, đẹp lắm. Có vẻ có hàng thật thao, quần này quần chín tấc nha. Quần này không dài, cũng không ngắn, tầm chín tấc cho nha, mặc vừa á. Kèm xíu, em chỉnh lại cái mẫu đây ha. Trời, lên màu đây nha, đấy, màu xanh nè, màu đen nha, chị thích đen, còn em màu đen. 40kg là có size ha, 101, 102, màu đen nè, không hàng thật thao biết cái nha. Rồi em có thêm màu hồng. Màu đen, màu hồng, màu trắng, màu đen có được 3 màu nha. Màu đen, màu hồng, màu trắng cho em nha. Đấy. Vải đẹp lắm cả nhà, cứ kiểm tra hàng thoải mái nha, hàng thương hiệu MB. Cái này không cô tông chính phẩm. Ta nhí với xài lại nha, quần đầu quần chính tóc, không áo còn rất tốt nha. Đấy, nhưng mà không hơi lẫn lắm mấy chịu nha. Vải đẹp xinh lắm. Trời, là màu hồng, màu đen, màu trắng, 3 màu hồng, đen, trắng á. 40 kg đồ lại có size cho em nha. Rồi 101, 102, 2 size nhí với đại cho em nha. Rồi cưng lắm, màu này cũng đẹp luôn. Màu đen nha, màu trắng bạn có thêm màu hồng, 3 màu đen trắng hồng. Rồi 101, 102, 2 size nhí và đại nha, 10 kg tới 40 kg size nha, 2 size. Size nhí và size đại cho em nghe hết 2 màu hết. 2 màu, 3 màu, 3 màu. Nhanh đi xin ơi. Rồi em lên mặt bà sữa. Bò sữa thì em có màu hồng với là màu xanh nha, 10 kg nhé, cho tới là 35 kg cho em, 80-90 bò sữa nè, 80-90 bò sữa em có màu hồng với màu xanh. Rồi cách là quần dài nha, 80.000, 90.000, bộ 10 kg tới là 35 kg size nha, quần xanh. Quần này phía dưới có chân ba nha, rồi áo này, xinh lắm, bò sữa. Màu hồng với màu xanh cho em chị, 2 màu bò sữa hồng, bò sữa xanh, 2 màu. Hàng này hàng vải của Suke, màn thun cotton chính phẩm á, nhí và đại cho em nghe nha, rồi 80-90 nha, rẻ quá trời luôn á. Size nhí và size lại nha, 80-90 nha, màu sữa, màu xanh, màu hồng.
Ní và đại cho ngang 80-90 nha. Khẩu trang là M1 250 cho một thùng 300 cái khẩu trang. Khẩu trang thì em có màu trắng, màu xanh, màu xám nhé, ba màu. Trời là bộ gấu này xếp chân váy nhé. Cái này xếp chân váy cho ngang tầm 10 ký đó là 40 ký có size. Bộ đẹp lắm, bộ đây có 4 màu nha. Trời đẹp quá, gấu này. Cái này mà cái chân váy nhé, bên trong em có quần đùi này. Rồi gấu này có được 4 màu nha, quả đẹp lắm cả nhà. Gấu này, gấu xanh nha, 10 ký tới 40 ký nha. Size những 101 sẽ đại 102 gấu xanh. Rồi gấu này có thêm gấu màu cam á, gấu này gấu cam nha, gấu cam. Rồi gấu này có tâm gấu màu hồng nha. Tầm 10 ký tới 40 ký size cho nha, 3 size nhí đại, 2 size nhí đại thôi có 4 màu. Rồi bên trong là chân váy đều có quần đùi hết, toàn bộ hàng thun của Tâm Tiến Phẩm đó, nhí 101 đại 102. Đây là mã gấu hồng cho em nha. Rồi. Gấu này có tâm gấu là gấu màu vàng đó chị nha. Chứ là chút mã vàng, chị mang gấu vàng. Size nhí và size đại cho em nha. Đấy màu vàng á. Rồi em có màu hồng, màu cam, rồi gấu này có thêm màu xanh, bạc 4 màu. 10 kg tới 40 kg nha. Rồi 4 màu này nha. Chị thích lắm màu này comment màu đỏ cho em nha. Rồi xinh lắm. 101, 102, 2 size nha. Nhí và đại thôi, 101, 102 mã gấu. Ship tỉnh. Ship tỉnh là 30.000 cho em nha chị nha. Ship tỉnh là 30.000. Ship tính riêng đúng rồi chị ơi. Ship tính riêng chứ. Bán thùng khẩu trang đâu có lời được bao nhiêu đâu. Ship tính riêng cho em nha chị nhé. Rồi một thùng khẩu trang là 300 cái. Thì chị có thể mix một màu, hai màu tùy chị. Em có thể mix cho chị là ba màu vẫn được. Màu xám, màu xanh với lại màu xám, xanh với màu trắng nhé. Mix chung là chị vẫn được một thùng là tính là 300 cái. Là có 250 thôi. Còn ship mấy chị tự chịu phí ship cho em nha nha. Rồi ship tỉnh là 30.000. Rồi lên bộ đây cho em nha. Ủa hàng đây, hàng chắc là hàng Lily này. 10 ký nhé, màu xanh này. Màu xanh bé trai nha. 14 ký đó là 50 ký cho em nha. Xe đặt. Rồi 101, 102 nha, màu xanh này. 101, 102. Hàng thương hiệu Lily này, khung này khung cô tâm chính phẩm. Tầm 50 ký cái size. 14 đến 50 ký á, nhìn đẹp lắm. Rồi em cho mấy chị mẫu quần bên trong này, mẫu quần này. Và túi hộp một bên nha. Đây hai bên đều có túi hộp hết. Hai bên đều có túi hộp hết toàn bộ cho em, khung này khung xịn luôn. Rồi 101, 102, tầm 14 ký tới 50 ký cái size nha, màu xanh này. Sắc mắt này. Trời ơi, 14 đến 50 ký nha, 101, 102. 50 ký lại cái size cho nha, vải đẹp xuất sắc luôn ha, hàng Lily này. Vải đẹp á. Rồi nó màu xanh nha. Mặt sau đều có in hình á. Rồi mặt trước đều có in hình cho em nha nha. Rồi quần túi hộp hai bên á, màu xanh. Rồi bộ này tầm từ 50 ký lại cái size nha, màu xanh. Rồi, màu đen có được hai màu này ha. Đấy, cái này em có được một cam này. Màu cam này có tầm từ 47 cái size nha, 50 cái size này, một cam màu xanh này, cam với xanh nha. Rồi cam màu xanh cho em nè, bộ đây có tay nha, tay ngắn cho em nha, tầm 10 kg tới là 50 kg. 10 đến 50 kg size cho nha, màu xanh với màu cam cho em nha, 101, 102 nha. Rồi size nhí 101, size đại 102, màu cam này, vải đẹp xuất sắc luôn. Rồi phía sau này, cả nhà phía sau này. Rồi 50 kg size cho em nha, rồi phía sau này chị, cho chị có quần nha. Quần này có túi hết toàn bộ nha, vải đẹp lắm. Màu cam với lại màu xanh, hai màu á, cam màu xanh. 50 ký cái size với chị nha. Size nhí và size đại cho em, 50 ký cái size cho em màu xanh. Rồi, bộ thể thao đây em có bộ đáp chị nha, bộ đáp đi. Đây, bộ đây có tầm này, có tầm size của bé chị có size này, 70 ký, 80 ký cái size này. Bộ có tay đúng không chị, có tay đúng không? Ok. Đây chị ơi, đây là hàng xung đạnh thở thao cao cấp của em này. 101, 102 và 103, tầm 10 kg nhé, cho tới là 80 kg luôn này. Đây là màu xanh riêng nha, màu xanh riêng này. Cái hàng đẹp lắm chị ơi, hàng này bao hàng. Hàng đây tại vì sao em bán quanh năm rồi. Em chạy hàng đây, hàng quanh năm em bán mấy năm nay rồi. Không phải em bán một lần đây đâu. Em bán hàng đây mấy năm nay rồi. Rồi, cái khách em rất là chuộng cái dòng hàng đây. Mặc thích lắm. Rồi 101, 102 và 103 nha, màu xanh coban nha, 10 kg tới là 80 kg luôn. Cái này có size đại của to lắm, 80 kg lại có size nha, xanh coban. Rồi em có màu xanh đây, màu đây gọi là màu cam á, chị này chút màu cam, 10 kg 80 kg size màu cam này. Tung lạnh cao cấp nha, 101, 102 và 103 ha, màu cam. Rồi, màu đây có thêm màu xám chị nha, chị này chút màu xám này, size nhí size đại xanh cồ nha, màu xám. Nhí đại cồ giùm em hết tầm 10 kg tới là 80 kg size, 3 size nha. Rồi 101, 102, 103, 3 size này. Màu xám, chị chút xám nha. Rồi màu xanh da trời thì em có ta size tầm từ 30kg tới 80kg màu xanh da trời. Đại và cuồng thôi, ta nhí dùm hết rồi. Màu xanh da trời này. Đấy, tầm từ 30kg cho tới là 80kg luôn á, xanh da trời.
Rồi, mà đây có thêm màu vàng á. Màu vàng thì em có size đại thôi, tầm từ 30 ký 45 ký nhé, màu vàng. 30 ký tới 45 ký size nha. Rồi lấy màu vàng cho em nghe này, màu vàng. Đấy, đây là hàng khung lạnh thở tao cao cấp, chị lấy dòng đây đẹp. Hàng này chị khỏi chê luôn, em nói sự. Về cái như bộ đây mà 70-80 ký nên mới đẹp lắm. Nó to á, nhưng mà khung này rất là đẹp, chuẩn hàng. Rồi 70-80 ký mặc những bộ đồ rất là sang. Vì nó sang lắm chị ơi. Rồi có 130 ngàn cycle, bán có 130 thôi. Bình thường cả nhà đi ra shop khác mà chị mua cycle á, nó cũng chừng 150-200 ngàn một bộ đó, không có giá 130 đâu. Chưa bao giờ có giá cycle mà tầm 70-80 ký có 130 ngàn. Mà hàng đẹp nha, đừng có nói hàng hàng xấu thì em không chơi hàng xấu đâu, những hàng này ba đẹp rồi. Trời, em lấy bộ đây nè, bộ đây hàng khung cô tâm chính phẩm nha. Đây, da đây thiết nè, phải xịn lắm luôn á. Trời, lên đây một cam này, bộ cam bé cha tầm 10 ký tới 35 ký, bộ cam này hàng khung cô tâm chính phẩm. Size nhí và size đại nha, 90-100 bộ cam này. Hàng khung cô tâm chính phẩm tầm 10 ký nha, size tới 35 ký. À, chị Tú Ngọc xanh cuban là 60 ký em. Rồi là một cam á, cam này xanh cuban 60 ký, bộ đất nha. Bộ đất nha. Xanh cuban là màu đất cho em nha. Rồi, lên nha, màu đất cho em bộ cam tầm 10 ký tới 35 ký nha. 10 đến 35 ký size cho em nghe này. Ở bộ đây là size nhí 90 ngàn, size đại là 100 nha. Là hàng khung cô tâm chính phẩm á, nhí 90 ngàn đại 100, tầm 10 đến 35 ký có size nha. Rồi là màu xanh này, màu cam hả, chỉ là chút màu cam này, cái này size nhí, size đại thôi. 35 ký là size 90-100, khung cô tâm chính phẩm. Rồi màu xám này, bu ma này, bu ma tầm từ 25 ký tới 55 ký cho em, bu ma. Bu ma từ 25 ký tới 55 ký nhé, ôi, đẹp chưa? Vải đẹp lắm nha em đó chị ạ. Rồi bu ma màu xám này cả nha, xám này, chắc khô rồi luôn á chị xám. Size tầm từ 25, tầm từ 30 ký tới là 55 ký cho em. Rồi bộ đây 120-130 nha. Cái dòng này thì cao lắm, 120-130 mà phải như hàng nó đẹp. Hàng xịn luôn á. Đấy, rồi 120-130 màu xám bu ma nha. Xám bu ma này tầm từ 30 ký tới là 55 ký nhé. Đại và phổ á, 120-130. 55 ký cái size nha, chỉ chứ màu xám này, 55 ký size cho màu xám. Đấy, phải đầy xuất sắc. Rồi, tối hôm nay để ít xị xem nè. Lấy xanh da trời 80 ký trông như ngọc luôn. À, sáng mai thì em sẽ lo với chị là hàng à, hàng xuất hàng. Mai là hàng xuất hàng về nhiều. Thì em sẽ đi một ngày em sẽ lo hàng xuất hàng cho cả nhà. Rồi ok, rồi tiếp tục lên hàng với chị nha. Rồi, em lên nha, màu đây nè. Rồi là màu xích chân là đây, xích chân váy Mickey nha, Mickey nè. Cái này xinh lắm cả nhà. Chân váy Mickey cho em nha. Rồi form hàng cho em nha, xinh không? Tầm 10 ký tới là 40 ký nhé. Mickey này hàng thương hiệu FM nha. Rồi cái này hàng phong cô tâm chính phẩm á. Rồi Mickey này có tầm màu cam nha, 10 ký tới 45 ký luôn hả? 45 ký hả? Dạ. 10 đến 45 ký size nha. Rồi màu cam này 10 đến 45 ký size. Rồi nhí 101 tại 102. Nhí 101 tại 102 nha. Mickey này 45 ký là có size cho em nha. Rồi chân váy là bên trong đều con đùi nha. Rồi bỏ đây là hàng thương hiệu MB, 100% là khung cô tông chính phẩm, co giãn 4 chiều, tầm từ 10 ký tới 45 ký nhé. Rồi bộ đây có được 6 màu, màu cam, Mickey màu cam. Rồi Mickey này có tâm màu hồng, 45 ký độ lại có size nha, màu hồng, 101-102. Mickey này có thêm màu xanh chị nha, màu xanh này, quả đẹp chưa, 101-102. Rồi cưng lắm luôn á, màu xanh nha, 10 ký tới 45 ký size. Rồi Mickey này có thêm màu vàng. Rồi hàng MB nè, size nhí sẽ lại nha, 10 ký tới 45 ký nhé, màu vàng cho em nha. Rồi mấy cái này có tâm màu đỏ nha. Màu đỏ cho em nha, 10 ký tới 45 ký có size màu đỏ. Rồi mấy cái này có tâm màu tím cho em nha, màu tím nha. Đấy, quả đẹp lắm, nhí đại hả. Rồi size nhí sẽ lại nhưng mà size đại của nó to lắm, tầm 45 ký mạch vừa luôn. Rồi hàng này có hai size thôi, 45 ký lại có size nha. Rồi giá là 101-102 á. Xếp chân váy là bên trong đều có đùa nha. Mấy cái em có màu tím nha. Mấy cái này em có thêm màu đỏ. Rồi, bộ đây được 6 màu luôn, về đủ 6 màu vậy nha. Em có màu vàng nha, màu vàng. Màu xanh lá. Rồi, em có màu hồng. Rồi, màu hồng mấy chị, màu hồng. Rồi. Rồi, em có thêm màu cam mấy chị, màu cam nha, mấy kia, hết màu cam. Rồi, nghỉ like nha mấy chị nha, ừ, hết quá. Rồi, sáng mai em sẽ like sớm mấy chị, sáng mai em sẽ like một ngày xuất hàng. Mai xuất hàng về nhiều. Rồi, tối nay em ra tới đây mới chịu nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye cả nhà.